Cái anh cũng phải quan tâm là gì nhỉ? Cái em nói em không uống mà anh vừa cưới nhỉ? Uống gì? Còn siêu một bia anh vừa cưới nhỉ? Đấy, em có định quản anh cả cái việc đấy đâu. Em chả quản em, anh này chồng em ấy. Anh đi nói đi về. Đi về đi. Anh có phải cũng uống đi về đi. Cưới nhỉ? Em nói anh rồi, đi về, em không nói nhiều nhá. Khát nước thì uống rồi. Khát nước khát này uống nào uống cái này à? Uống nước. Cái gì? Uống nước. Uống gì? Đi về nhà em. Về nhà em gì? Sao? Cái gì? Sao cứ uống bia thì làm sao? Uống bia thì làm sao? Tự nhiên lên dở dở hương thì uống bia. Uống bia thì làm sao mà uống bia đấy làm sao đâu? Uống bia uống rồi mà dịch gì nó uống tự nhiên dở dở uống gương thì uống. Sao tủ cơm nhưng mà ra đây tìm em? Trời ơi, em không thấy thì phải đi tìm. Đi về tí về. Không, xem sao mà uống. Xem sao mà uống. Uống thì thứ thích thì uống thôi. Thích thì uống. Đi về đi, ngồi đây làm gì? Uống hết năm này, năm khác. Bây giờ đi về nha. Bây giờ uống hết thì anh về. Thôi. Về. Gì? Về. Ủa cưới nhỉ? Anh bảo em đi về đi. Thế làm sao anh phải uống? Anh thích thì anh uống thôi. Thích thì anh uống. Thế thích thì em ở đây rồi. Thế cứ phải làm sao thì mới được uống bia. Chứ chả có gì gì mà uống nhá. Uống bia đi về ngủ cho nó ngon. Ai làm gì anh được, anh chỉ ngủ cho nó ngon và uống bia. Cái gì? Ai làm gì anh đâu. Đau đầu. Đau đầu, ai làm gì anh mà đau đầu. Uống sốt gì đâu mà đau đầu. Đi về đi. Nên về nhà nào ăn cơm thôi, về nấu cơm ăn cơm. Nói nhiều. Em làm gì anh mà anh phải nói thái độ thế. Đi về đi này. Đi về. Gì? Thế đi về, đi về. Không đi về thì cần. Anh một cưới nhở? Anh ở đây tí nữa anh về sau. Anh làm gì tí nữa anh về. Anh ngồi đây là sao? Anh có gì anh phải nói với nha em chứ. Anh đang rất là chán được chưa? Chán thì chán cái gì? Chán cái gì em tự biết. Cần gì phải hỏi nhiều. Vợ sống nhau chia sẻ nhau đấy cứ im im. Chán cái gì thì em tự biết thì việc gì phải nói nhiều. Vợ ra khỏi cứ cọng cọng cọng. Bên vợ bên là mẹ. Em thấy từ hôm từ ngày xưa từ cái lúc mà em về đây là có tính xem là những cái số ngày em được yên ổn là bao nhiêu hay là toàn lục đục toàn cãi nhau. Cãi nhau biết sao được. Em thật rằng là em mà vị trí anh xem em có chán không? Biết là chán rồi nhưng mà biết làm sao bây giờ. Không là một bên thì là mẹ, một bên thì là vợ. Bây giờ nghe theo mẹ thì mất lòng vợ, nghe theo vợ thì mất lòng mẹ, mà đứng ở giữa thì không được. Anh đã cố gắng hết sức rồi nhưng bây giờ làm thế nào thì mới vừa lòng được cho cả mẹ với cho cả vợ bây giờ. Mày đi về tí anh về xong. Đi về đi. Anh giờ anh chả có tâm trạng mà về ăn cơm nữa, em đi về ăn cơm trước đi. Ôi, về có chuyện gì sẽ giải quyết được thôi, anh cứ mượn bia mượn rượu giải sầu đó gì nhỉ. Đi về đi nhanh đi. Anh chưa muốn về. Anh chưa muốn về nhưng em muốn anh về. Về. Em ngồi đây. Ai vậy em ngồi đây, ngồi đây. Em thích thì em ngồi đây rồi, như anh thích em ngồi đây thì em thích em ngồi đây. Đi về thì anh khác giải quyết được mọi chuyện. Anh về anh giải quyết được nhưng anh ngồi đây không giải quyết được. Em ngồi đây một tí nữa anh về anh giải quyết được. Thế sao anh về anh giải quyết đi. Thôi làm gì, một chuyện không biết là làm gì. Anh uống hết chỗ này thì anh về. Thôi về đi, không thì anh uống hết chỗ này anh say mửa rồi, chẳng biết đường gì đâu. Uống nữa đâu. Uống cái gì? Kệ anh đi nhở? Kệ cái gì? Nếu anh hơi là người ngoài em kệ luôn đi. Giờ anh chán rồi. Chán nhiều chán. Giờ về nhà đi làm chán quá, ngày nào về nhà được mọi chuyện yên rồi. Hết chuyện này đến chuyện kia nó đổ vào đầu. Giờ
dịch bệnh thì đã rồi khó khăn rồi, bây giờ vẫn cái này thế kia thôi. Giờ thôi đi về đi, bây giờ nó tối rồi, đi về em ở đây cơm cho mẹ trước đi. Cứ kệ anh đây. Đi về đi. Kệ anh ở đây. Anh về em làm thôi. Em Bương đi. Anh ở đây cứ đi theo anh tận ra ngoài này, không là còn giờ còn đi theo rồi của bạn không ấy. Kệ em. Nói không nghe. Chồng em ngồi đang ngồi đấy. Như anh đi về thì em về thôi. Cứ ngồi đây thì đang chán thì về. Em ngồi đây cho muỗi nó cắn nhỉ? Muỗi cắn được. Nói đi về. Em không đi về, anh còn ở đây, con Mai anh không về đâu đấy. Anh ở đây em rồi. Anh ở khi nào anh về thì em về. Nó là về mai mai mẹ này ầm ầm lên. Ầm ầm thì kệ mẹ, tính mẹ thế rồi. Kệ anh cũng quan tâm là gì nhỉ? Kệ gì? Em nói em không uống mà anh bực cưới nhỉ? Uống gì? Một siêu một bê anh bực cưới nhỉ? Đấy, em ngồi đi quản anh cả cái việc đấy đâu. Em chả quản em, anh là chồng em ấy. Anh đi, đi về. Đi về đi. Anh có phải cũng uống đi về đi. Cưới nhỉ? Anh nói rồi, đi về, em không nói nhiều nhá. Không nói nhiều đâu, đi về. Đưa lại anh hết loại này về. Đi về. Nói đi về, trước đi. Đi về tự giải quyết. Ngồi đây không giải quyết được đâu. Cứ ngồi từ giờ đến sang năm chẳng giải quyết được. Anh càng như thế mẹ càng quá đáng hơn. Đi về. Đi về đi. Không phải để nói gì.